bỏ ha, vô mọi ăn người. Không ăn thịt gà thì mình này, bỏ ăn chị chủ đem đồ ăn ra tới ngoài farm luôn nha mọi người. Bỏ cái em cái này nè, xong rồi mình bỏ ha. Hôm nay cho ăn sớm. Ăn cả nhà ơi. Đang cắt rau muống. Quên, cái này đồ đó lấy đũa đây. Em không biết mặn hay cái lạc không biết. Kể lên ăn xanh. Mì xào gà. Mì xào xào gà. Curry. Curry. Ủa sao cái này sao nó bị ăn đi hoàng. Quên lấy giấy ra rồi. Sao cái này làm như rửa đi. Bông tải. Đang cắt rau muống nha mọi người. Ủa nó không biết mặn hay lạc không quên đem cái tương rồi. Vừa ăn ngon rồi. Vừa ăn không? Cay cay ngon. Màu đẹp quá. Mấy Thái. Mình ăn chay mình bỏ ấy ra. Ăn chay bỏ ra thịt ra. Bỏ thịt gà ra. Ăn cái này không có mập đâu, cái ức gà không có mập đâu, đừng sợ. Thì sao mập. Ơi hàng chưa? Ngon quá mọi người. Hào của nghệ á. Cay á. Cay hả? Ừ, ngon quá. Mấy chị ăn được không trời? Mấy chị ở chỗ ăn cay dở mà. Gì đó nào cũng nó ngon vậy đó. Đâu quá cay luôn. Cái chạy đi giao đồ cho trường. Ăn ngon luôn ha. Chứ chạy không được chưa? Bữa thì vô nhà mới ăn, bữa nay bận quá ra mà này ăn luôn rồi. Ăn vậy là cắt tới tối luôn á. Nói luôn tối lên giờ mặt trời. Không cải thì mình giống giống gì? Mặt trời tưởng ấy gà không à? 9 giờ mấy tưởng mấy thịt gà. Đây không cải. Người dùng 50 bởi Bến Tre không câu. Thấy cái lá đội thôi, thấy tội nghiệp quá. Trời ơi, lá thiệt tình. Không thấy em thương. Thấy lá thấy tội nghiệp. Cái gách đó mới tiền nhiều á. Thấy giờ thê thảm không? Quá trời. Ông Bến Tre là không thấy là gửi nó qua. Bến Tre nó đẹp. Đông này là đông phân gà nha mọi người. Phân hữu cơ đó. Ngồi ăn cái nó cũng có gia vị chút đỉnh. Ừ, mùi thơm. Có mùi thơm gà. Ở bên đốt này đóng phân gà nào, đóng phân gà nấy bự lắm. Ừ. Đóng ngọn lấy hết hồn. Mùi thơm. Mùi phân gà khiến ai da vẻ cũng hồng hào chứ. Ừ. Vì Việt Nam không có phân gà đâu hưởng không? Việt Nam có rồi không? Lúc nó ị ra. Nó thì nguyên chắc hơn này. Này pha ra hết. Nó độn ba cái vợ cái lông người dịch á như gà nhóc. Độn ba lông gà. Lâm gà cũng đâu có nguyên chị. Nó muốn nhiều lắm nha mọi người. Nguyên một giấy này á, nhiều lắm. Có cái thì đang cắt, có cái thì mới cao lên. Nhà nó muốn này đẹp nè. Hồi nãy mình pháo làm, tôi phải đừng pháo làm, mình gồm cái này. Bên kia pháo làm á. Má nó bên kia dài. Má bên kia bò quá chừng luôn. Bà diễn khỏe à. Nó bò quá hả? Em này đang single nha mọi người. Có anh nào không? Có anh nào single thì để lại cái bình luận nha mọi người. Hôm nay lông gã nó luôn.
qua đây nuôi á nha. Thì ơi, qua ai mà ấy thì qua đây nuôi, đã chịu mà. Ở Việt Nam có chừng 100 vả trắng tép vậy, muốn chim rơi tài nguyên gì cũng được. Ừ. Ok, lòng bay mọi người nha.